Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ bảy ngày 3 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Lâm Đồng tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước. Mục theo dòng thời sự, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực tiễn. Cần chính sách nhất quán để đầu tư cao tốc Bắc Nam. Liên Hiệp Quốc kêu gọi bảo vệ các nhà báo. Chìa khóa thúc đẩy bình đẳng giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và Lâm Đồng thuộc tổ 17 đã tiến hành thảo luận tại tổ về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương. Các đại biểu cho rằng trước khi tham gia vào những hiệp định thương mại tự do nói chung, chúng ta cần phải đáp ứng được đủ các điều kiện cần có. Qua đó mới có thể tận dụng được tối đa những lợi ích mà hiệp định mang lại. Mặc dù Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP không quy định bắt buộc các nước thành viên phải hoàn tất việc hoàn thiện pháp luật quốc gia trước khi phê chuẩn. Tuy nhiên, các quốc gia đều phải tiến hành rà soát trước khi phê chuẩn nhằm đảm bảo không xung đột pháp luật nước mình với các nội dung cam kết, tránh rủi ro về pháp lý và những tranh chấp có thể xảy ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng cần phải đáp ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho các hoạt động sản xuất quản lý một cách hiệu quả. Cái công tác dạy nghề, giáo dục nghề nghiệp của chúng ta cũng đang ở cái giai đoạn chuyển mình. Đây cũng là một cái thách thức trong cái giáo dục đại học. Trong cái giáo dục đại học đang có cái sự chuyển biến ngay như là đáp ứng cái nhu cầu về của các doanh nghiệp mà hiện tại ở trong nước cũng đang có những cái vấn đề cần phải cải thiện rất là nhiều. Thế cho nên là chúng tôi cũng thấy là những cái thách thức để đặt ra như thế này cũng như là mong các đồng chí lường trước những cái vấn đề về nguồn nhân lực, giải pháp về tổ chức, về đào tạo lại đội ngũ. Thiết nghĩ là bây giờ chúng ta dạy nghề đào tạo đi, bây giờ cũng đang còn là vấn đề, xong bây giờ đào tạo lại là đào tạo như thế nào? Thì đây cũng gọi là nói ra thì cũng dễ, nhưng mà đến khi mà thực thi lại thì nó cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân, doanh nghiệp để làm sao mọi người có thể hiểu biết sâu rộng về hiệp định cũng như những tác động lợi hại ra sao đối với sự phát triển kinh tế. Tập trung tuyên truyền và phổ biến cái sự tác động của cái hiệp định. Chúng ta phải có cái lộ trình để chúng ta rà soát lại hết tất cả những cái vi phạm pháp luật mà cần phải được sửa đổi bổ sung. Từ đây chúng ta mới nói một số cái cam kết quốc tế, một số cái điều ước mà chúng ta sẽ tiếp tục sửa đổi theo luật điều ước quốc tế. Và hai là một cái doanh nghiệp mà phải chịu sự thưởng thấp, mang tính cạnh tranh cao hơn. Nhận thức rõ tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, các đại biểu đánh giá cao vai trò của nhà nước trong việc cố gắng mở cửa thị trường, hội nhập trong khu vực cũng như quốc tế, và đề nghị các cơ quan liên quan cần phải rà soát thật kỹ trước khi chính thức phê chuẩn hiệp định này. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh các giải pháp chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch và chi tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018. Tính đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 5.900 tỷ đồng, bằng 87% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí đạt trên 3.700 tỷ, thu từ đất nhà đạt 900 tỷ và thu khác ngân sách đạt gần 600 tỷ. Tuy tổng thu nhà nước đảm bảo tiến độ theo dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng còn một số địa phương lĩnh vực còn chậm, chưa đạt bình quân chung của toàn tỉnh, như là Bảo Lộc, Lạc Dương, Cát Tiên. Chính vì vậy, để hoàn thành toàn diện và thu vượt ít nhất 1% dự toán các chi tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo các địa phương tập trung các giải pháp cụ thể, đó là thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu đối với những khoản thu, lĩnh vực thu tiến độ đạt thấp, tăng trưởng không cao, chỉ đạo rà soát nhắm chắc đối tượng nguồn thu, thường xuyên kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân để thu đúng thu đủ kịp thời các khoản thuế phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý thu nợ, quan tâm việc thông tin tuyên truyền pháp luật thuế, động viên khuyến khích các cơ sở, các hộ sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn phát triển sản xuất, chấp hành pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế nhà nước. Hiện nay Lâm Đồng có khoảng 4.600 ha nhà kính. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, thì diện tích nhà kính của địa phương phát triển mạnh từ năm 2015 đến nay. Bình quân mỗi năm trên địa bàn toàn tỉnh phát triển từ 300 đến 350 ha.
diện tích nhà kính hiện nay chiếm khoảng 2% tổng diện tích canh tác của ngành nông nghiệp. Hai địa phương có diện tích nhà kính lớn là Đà Lạt chiếm khoảng 1.700 hectare và huyện Lạc Dương là 1.200 hectare. Sản xuất trong nhà kính hiện nay được đánh giá là bước đột phá trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao do hạn chế được các hiện tượng thời tiết tiêu cực như mưa lớn, sương muối, điều chỉnh được nhiệt độ và ánh sáng, tiết kiệm nước tưới, hạn chế sâu bệnh, v.v. Nếu được đầu tư bài bản về công nghiệp, giống, kỹ thuật canh tác, 1 hectare canh tác trong nhà kính có thể cho thu hoạch từ 3 đến gần 10 tỷ đồng 1 hectare một năm. Tuy nhiên, diện tích này chỉ chiếm một phần rất nhỏ và đòi hỏi vốn đầu tư cao. Tỉnh Lâm Đồng thu hồi 18 dự án chậm triển khai. Một theo dòng thời sự, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực tiễn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết từ đầu năm đến nay đã thu hồi chấm dứt hoạt động 18 dự án với vốn đăng ký đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 2.000 ha. Các dự án bị thu hồi chấm dứt hoạt động là do chậm triển khai. Trong đó có một dự án vốn đầu tư nước ngoài với số vốn hơn 68 tỷ và 17 dự án có vốn đầu tư trong nước với số vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay có 35 dự án được tỉnh này cấp quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với vốn đăng ký gần 1.700 tỷ, quy mô diện tích trên 400 ha. Bên cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm, Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 829 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là hơn 5.500 tỷ. Trong đó có 144 doanh nghiệp giải thể, 254 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 51 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, 91 đơn vị trực thuộc giải thể. Trong 2 tháng cuối năm, Lâm Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Qua 7 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay Lâm Đồng đã đầu tư trên 3.430 tỷ đồng, xây dựng 1.900 km đường giao thông, trong đó hơn 700 km được xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa 1.200 km, xây dựng 85 cầu lớn nhỏ. Ngoài ngân sách nhà nước 2.688 tỷ và hơn 400 tỷ từ các nguồn vốn khác, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong tỉnh đã tự nguyện đóng góp gần 330 tỷ, hiến trên 360.000 m2 đất, 150.000 ngày công lao động xây dựng hạ tầng. Theo thống kê của ngành giao thông, toàn tỉnh Lâm Đồng có tổng chiều dài trên 6.000 km đường giao thông. Trong đó, đường huyện hơn 731 km với gần 510 km mặt đường nhựa hóa bê tông hóa, đạt hơn 71%. Số còn lại là đường cấp phối và đường đất. Với địa bàn trải rộng, đồi dốc, trước đây giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự đồng tâm chung sức, nhất là tinh thần tự giác cao của toàn dân trong việc góp tiền, góp công hiến đất làm đường nông thôn mới đã trở thành phong trào quen thuộc, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp Lâm Đồng đang có bước chuyển mình mạnh mẽ để loại bỏ cái cũ không còn phù hợp, phát triển sản xuất theo hướng toàn diện, bền vững hiện đại. Nhằm đạt được mục tiêu trên, vấn đề tái cơ cấu ngành được xác định là yếu tố then chốt, giúp tổ chức lại sản xuất theo hướng nâng cao được giá trị, sức cạnh tranh của nông sản. Và trong 5 năm qua, quá trình tái cơ cấu đã khiến cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn về cả chủ quan lẫn khách quan và cần có những giải pháp đồng bộ để tái cơ cấu nông nghiệp đi vào thực chất và phù hợp với thực tiễn. Hợp tác xã Tân Tiến là một trong những hợp tác xã uy tín trên lĩnh vực sản xuất rau tại Đà Lạt. Cùng với việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại vào canh tác như nhà kính ngoại nhập, hệ thống tưới nhỏ giọt, tự động cảm biến, thì hợp tác xã Tân Tiến cũng là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc. Đây là một trong những công nghệ mới hiện đại không chỉ nâng cao giá trị nông sản, mà còn gia tăng uy tín thương hiệu sản phẩm, như công nghệ mới về truy xuất nguồn gốc nông sản. Truy xuất nguồn gốc là một cái mà nhiều người người ta cũng rất là thích theo một cái quy trình là nó sẽ đảm bảo về an toàn và điện thoại. Nó sẽ gọi là truy quét được nguồn gốc băng này băng nọ mình đang thu hoạch. Và những người tiêu dùng người ta đang thấy trong những cái điện thoại, những chiếc điện thoại. Trên đây chỉ là một trong những minh chứng rõ nét nhất về những chuyển biến của 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện tái cơ cấu ngành và đạt được nhiều kết quả toàn diện từ nâng cao chất lượng giống cây trồng, xây dựng quy hoạch vùng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh liên kết tìm đầu ra,
cũng như đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện Lâm Đồng có gần 53.000 ha nông nghiệp công nghệ cao, tăng gần 10.000 ha so với năm 2015, chiếm gần 20% tổng diện tích canh tác. Mức độ ứng dụng công nghệ mới ngày càng phát triển. Giá trị sản xuất toàn ngành trong năm 2018 dự kiến tăng 6% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch giao. Giá trị sản xuất ước đạt 163 triệu đồng một hectare một năm, tăng 33,6% so với năm 2013. Một trong những mục tiêu quan trọng của tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nâng cao thu nhập trên từng đơn vị diện tích bằng giải pháp chuyển đổi cây trồng. Hiện toàn tỉnh còn 62.000 ha cho thu nhập dưới 50 triệu đồng một hectare một năm, giảm gần 24.000 ha. Một trong những địa phương làm tốt công tác này phải kể đến huyện vùng xa Đạ Tẻ với việc chuyển đổi 1.500 ha điều kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác. Xác định những cái loại cây trồng và vật nuôi chủ yếu có hiệu quả trên địa bàn huyện để từ đó là tập trung chuyển đổi cây trồng. Đấy. Đặc biệt trên địa bàn huyện hiện nay là cây dâu là một cây rất hiệu quả và chúng tôi đã phát triển rất mạnh cái loại cây trồng này. Và một số loại cây trồng khác ví dụ như là tre tầm vông, cây cao su và một số loại cây ăn quả. Bên cạnh đấy thì huyện đã làm rất là tốt cái chuyển đổi mùa vụ. Trong nhiều năm qua thì Đạ Tẻ có thể nói là một trong những cái địa phương đã chuyển đổi đi đầu trong cái chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Chúng tôi thực hiện cái chủ trương là hai vụ lúa, một vụ bắp hoặc măng. Bên cạnh phát huy cái hiệu quả của cái giá trị sản xuất thì nó cũng có một cái điều cũng hết sức là cần phải ghi nhận, đó là hạn chế được cái dịch bệnh trên cái lúa. Mặc dù công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn đó một số hạn chế thách thức cần tháo gỡ, như một số cơ chế chính sách nông lâm nghiệp không còn phù hợp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch chậm, hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn đã có sự cải thiện nhưng còn thiếu sự đồng bộ. Và kỳ vọng mong mỏi lớn nhất là thay thế được cây trồng giá trị cao trên diện tích khó canh tác vẫn gặp không ít trở ngại. Lấy lại ví dụ trên chính địa phương có kết quả khả quan trong lĩnh vực này là huyện Đạ Tẻ để thấy rõ vấn đề. Gia đình chị Vũ Thị Thanh tại xã Mỹ Đức, một nông hộ vừa thoát nghèo, gần như dốc hết tâm sức để trồng cây ăn trái thay thế 4 sào cây điều già cỗi sâu bệnh. Tuy nhiên, chị Thành vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ tái nghèo cao bởi chị đang thiếu vốn để đầu tư có hiệu quả vườn cây ăn trái cũng như khó khăn trong xử lý sâu bệnh hại. Cái cây điều mà cũng nhiều sâu bệnh đấy, mà bây giờ những cái cây như ví dụ cây sầu riêng hay là cây chôm chôm chiếc nó cũng rất nhiều những con sâu đục cành đó. Thế bây giờ nhà nước quay là cũng làm biện pháp quay là mình thế nào diệt được những con sâu bệnh đấy, thì để kiểu như là năng suất của các loại cây nó mới được cho thu hoạch hiệu quả. Thì nhân lực mình thứ nhất là mình chịu khó phải xịt được, thứ hai là kiểu như là nó lại chi phí của nó lớn. Thế bây giờ mình cứ vay ngân hàng thì nhiều thì một là ví dụ như là nó được giá thì nó chả đáng gì đâu cô. Thế nhưng ví dụ như là nó mà rớt giá thì mình có khi mình ôm lợ cả đời. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu thời gian tới duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 5% một năm. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 170 triệu đồng một hecta, có khoảng 200 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, tiến tới xây dựng và hình thành cụm sản xuất rau hoa số 1 Đông Nam Á, thương hiệu số 1 Việt Nam và điểm du lịch nông nghiệp số 1 của cả nước, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu nông nghiệp chủ lực tại Tây Nguyên. Để hoàn thành các mục tiêu đó, những giải pháp cụ thể đã được đề ra. Thủ tướng Chính phủ mới ban hành nghị định 57 về cái thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong nghiệp. Mà tuy nhiên thì cũng chưa có cái hướng dẫn cụ thể, do đó Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cần có những cái hướng dẫn cụ thể để thực hiện cái nghị định này. Vấn đề thứ hai đó là tỉnh Lâm Đồng cũng nằm trong cái bối cảnh chung của các tỉnh Tây Nguyên chịu cái biến đổi khí hậu, mà đặc biệt là xảy ra cái việc là hạn hán cục bộ. Do đó Chính phủ cũng cần hỗ trợ để tỉnh Lâm Đồng đầu tư các cái dự án hồ, ví dụ như hồ Ta Hết ở Đức Trọng, hồ Cái Giam ở Đơn Dương, hồ Đông Thanh ở Lâm Hà, để chúng ta tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới. Vấn đề thứ ba nữa là sẽ hỗ trợ cho Lâm Đồng chúng ta thực hiện một số cái việc mà nhập khẩu một số cái giống cây trồng mới, đặc biệt là giống rau hoa mà trong nước chúng ta chưa tiếp cận nghiên cứu. Nếu chúng ta không tạo điều kiện như thế thì cái nguồn giống của Lâm Đồng chúng ta lúc nào cũng thế hệ sau 2-3 thế hệ so với thị trường
thế giới. Và vấn đề thứ tư là trong cái cuộc cách mạng 4.0 thì tỉnh Lâm Đồng đã định hướng phát triển nông nghiệp thông minh 4.0. Thì trong khi chúng ta đã có những giải pháp về cái kết nối về cái IoT, nhưng hầu như là các thiết bị chúng ta có nhập từ Hà Lan, nhập từ Ấn Độ, nhập từ Nhật Bản, nhập từ Hàn Quốc. Do đó thì chính phủ cũng cần quan tâm tiếp tục hỗ trợ miễn giảm thuế những thiết bị phục vụ cho nông nghiệp thông minh mà trong nước chưa sản xuất được. Tái cơ cấu ngành là hướng đi tất yếu cho sự phát triển nông nghiệp toàn diện, là cú hích mạnh mẽ để nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục khắc phục hạn chế, tháo gỡ những khó khăn và đi vào thực chất, gắn với thực tiễn sản xuất. Để nông nghiệp Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại, cần sự nỗ lực của chính những người sản xuất nông nghiệp làm đồng cốt và sự chung tay hỗ trợ của các cấp các ngành, trở thành một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy ngành kinh tế chủ lực của địa phương đạt được những thành tựu mới trên một tầm cao mới. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Nhằm đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, tiếp tục triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học, trình độ đào tạo, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, đến năm 2020, có 8% trẻ mầm non được tiếp cận với ngoại ngữ, 20% giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo khung năng lực giáo viên ngoại ngữ từng cấp học. Năm 2025, có 15-20% cơ sở giáo dục triển khai hoạt động cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, 5% cơ sở giáo dục có phòng dạy tiếng Anh, 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn theo quy định. Đối với giáo dục phổ thông, có khoảng 55-60% trường tiểu học có lớp 1 và lớp 2 làm quen tiếng Anh 2 tiết một tuần. Và đến năm 2025, có 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được học chương trình tiếng Anh 10 năm. Có trường trung học phổ thông triển khai dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Riêng đối với giáo dục nghề nghiệp, năm 2020, có 25% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo. 100% sinh viên cao đẳng, trung cấp được học ngoại ngữ. Và năm 2025, có 70% học sinh, sinh viên các nghề trọng điểm cấp độ khu vực quốc gia được học các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ, v.v. Bằng nhiều nguồn vốn lồng ghép từ trung ương đến địa phương, trong thời gian qua, huyện Lạc Dương đã phân bổ đầu tư trên 2 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng gần 20 ngôi nhà cho người dân trên địa bàn thôn Đông Mang, xã Đà Chay, huyện Lạc Dương. Được biết, thôn Đông Mang hiện có trên 100 hộ dân với gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số dân tộc Cờ Ho. Trong kháng chiến chống Mỹ, thôn Đông Mang là khu căn cứ cách mạng, tiếp tế lương thực, nuôi dưỡng thương binh. Mặc dù bị địch đánh phá càn quét ác liệt, nhưng người dân thôn Đông Mang vẫn đoàn kết kiên cường đấu tranh chống kẻ thù. Hiện nay bà con thôn Đông Mang luôn tích cực lao động sản xuất. Tuy nhiên do nằm xa trung tâm, cuộc sống là chủ yếu dựa vào nương rẫy nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất nhà ở cho người dân thôn Đông Mang sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời qua đó thể hiện nghĩa cử uống nước nhớ nguồn đối với mảnh đất truyền thống cách mạng của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, 10 tháng đầu năm 2018, Lâm Đồng đã đón gần 5,3 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với cùng kỳ, đạt 81% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 380.000 lượt khách, tăng 16%. Khách qua lưu trú đạt trên 3.700 lượt khách, tăng 17%. Riêng trong tháng 10, Lâm Đồng đã đón 450.000 lượt khách, tăng gần 10%. Theo đánh giá của ngành du lịch tỉnh, lượng khách đến với Lâm Đồng ngày một tăng, không chỉ trong các dịp lễ Tết, mà Lâm Đồng còn thu hút khách vào những ngày nghỉ cuối tuần. Đây được xem là tín hiệu vui của ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Để tiếp tục thu hút khách trong thời gian tới, ngành du lịch tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo các sự kiện như mùa hội cỏ hồng, Tết dương lịch để phục vụ du khách gần xa. Trong số 742 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng được phát hiện trong 10 tháng qua, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xử lý trên 620 vụ, xử phạt hành chính 597 vụ, 32 vụ xử lý hình sự tịch thu hơn 1.000 mét khối gỗ các loại, xử phạt nộp ngân sách trên 4,3 tỷ đồng. Ngành kiểm lâm cho biết so với cùng kỳ 2017, mặc dù giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, diện tích và lâm sản thiệt hại, tuy nhiên công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp,
trên địa bàn xảy ra nhiều vụ xâm hại rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp nghiêm trọng. Đặc biệt trong tháng 10 so sánh với cùng kỳ, tình hình quản lý bảo vệ rừng tăng cả 3 tiêu chí, số vụ tăng 14 vụ, diện tích thiệt hại do phá rừng tăng hơn 67.300 m², lâm sản thiệt hại tăng trên 200%. Trong số 82 vụ đã phát hiện thì có đến 50 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm. Trước tình hình này, ngành kiểm lâm địa phương đang đẩy mạnh phối hợp với các ngành liên quan, các đơn vị chủ rừng, chính quyền cơ sở, tăng cường các giải pháp quản lý, kịp thời phát hiện xử lý các vụ vi phạm liên quan đến luật bảo vệ và phát triển rừng. Phần tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Cần chính sách nhất quán để xã hội hóa đầu tư cao tốc Bắc Nam. Liên Hiệp Quốc kêu gọi bảo vệ các nhà báo. Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ. Bộ Tài chính cho biết hiện chưa có quy định về chế độ tài chính đối với các chương trình dự án tài chính vi mô. Theo dự thảo, doanh thu của chương trình dự án tài chính vi mô bao gồm thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự, thu lãi tiền gửi tại ngân hàng thương mại, thu lãi cho vay của khách hàng tài chính vi mô, thu khác từ các hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật, thu từ hoạt động dịch vụ, chi phí của chương trình dự án tài chính vi mô, bao gồm các khoản chi cụ thể như chi phí trả lãi và các khoản chi phí tương tự, chi trả lãi tiền gửi, tiền tiết kiệm bắt buộc, chi trả lãi tiền vay, các chi phí hoạt động dịch vụ và các khoản chi môi giới cho thuê tài sản. 5 năm trở lại đây, hàng loạt công trình dự án giao thông trọng điểm được đưa vào khai thác, tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Với vai trò đặc biệt quan trọng này, chính phủ đã đồng ý hỗ trợ 55.000 tỷ đồng tiếp tục đầu tư xây tuyến cao tốc Bắc Nam. Tuy vậy, dự án vẫn chưa thể đẩy nhanh do cơ chế thu hút nguồn vốn xã hội hóa chưa đủ hấp dẫn nhà đầu tư, và đây cũng chính là điểm nghẽn lớn nhất của dự án này. Hàng loạt tuyến đường Nội Bài, Lào Cai, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, Hà Nội, Hải Phòng được đưa vào khai thác đã mang lại hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội. Đặc biệt, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là công trình hạ tầng đường bộ lớn và hiện đại nhất hiện nay với tiêu chuẩn đường cao tốc quốc tế loại A. Sau 3 năm khai thác, tuyến cao tốc này vẫn được đánh giá cao. Mình lái xe thì mình đi là mình thấy nếu mà các đường cao tốc mà nó cứ như thế này thì là quá ok rồi. Hầu như là mình toàn đi đường cao tốc rồi thôi. Vì đường năm cũ nó không an toàn mà gần như nó hỏng hết rồi đâu mà. Có thể nói việc chính phủ duyệt chi 55.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu và thống nhất giải phóng mặt bằng toàn tuyến cao tốc Bắc Nam là một bước ngoặt quan trọng, nếu không muốn nói là chưa có tiền lệ để sớm khởi công dự án này. Nhưng điều đáng buồn hiện nay là điểm nghẽn lớn nhất của dự án này chính là cơ chế để thu hút nguồn vốn xã hội hóa. Vì sau bất cập tại các dự án giao thông BOT, các nhà đầu tư trong nước đã bắt đầu nản, thậm chí là không dám bỏ vốn đầu tư khi đã trải qua nhiều trái đắng. Nếu mà cơ chế chính sách không ổn định thì nhà đầu tư chắc chắn là sẽ không dám đầu tư rồi. Cái thứ hai nữa, phương án tài chính mà như hiện nay là như Bộ Giao thông lập ra thì tôi nghĩ rằng nó vẫn đang có mang cái tính gọi là lạc quan. Các cái chính sách của nhà nước cần phải minh bạch và nó có cái tính nhất quán, ổn định lâu dài để đảm bảo cho nhà đầu tư yên tâm. Vấn đề thứ hai là những cái cam kết của nhà nước đối với nhà đầu tư trong cái việc mà tham gia cái phần của nhà nước cùng với nhà đầu tư để đầu tư các dự án hạ tầng giao thông thì nhà nước nên thực hiện đúng những cái cam kết của mình. Rõ ràng bài toán nguồn vốn từ xã hội cho tuyến cao tốc Bắc Nam lúc này chính là cơ chế chính sách phải nhất quán, trách nhiệm của các bên liên quan để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Cần phải có những cái cơ chế và cái cam kết để nhà đầu tư yên tâm triển khai, và nếu các cái bên nào mà vi phạm thì phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Còn nếu mà chúng ta vẫn thực hiện theo cái cơ chế cũ ấy, tức là cái cơ chế nó không rõ ràng, không minh bạch ngay từ đầu ấy, thì chắc chắn rằng sẽ không thu hút được các nhà đầu tư tham gia. Phải nghiên cứu rà soát tất cả các quy định về hình thức đầu tư PPP BOT này. Thứ hai là các bên phải ngồi lại với nhau. Nếu chúng ta tính được cái lợi ích chung thì nhà nước phải làm việc một cách kỹ lưỡng hơn nữa với nhà đầu tư. Thực tiễn cho thấy để triển khai thành công các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, trong đó có tuyến cao tốc Bắc Nam thì cần có tính đến mức độ rủi ro, tính hấp dẫn của dự án, lợi nhuận của nhà đầu tư, đặc biệt là mức độ ổn định chính sách của quốc gia, sự đồng thuận của nhân dân. Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị được chính phủ nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia xây dựng trong nhiều thập kỷ qua,
Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp tốt cùng lực lượng bảo vệ biên giới các nước Lào, Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Một trong những hoạt động điển hình trong công tác phối hợp giữa Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Atapu, Sê Công nước bạn Lào và Vương quốc Campuchia là ba bên thường xuyên phối hợp tuần tra chung và tuần tra song phương trên dọc tuyến biên giới dài trên 150 km với hai tỉnh Sê Công, Atapu của Lào và gần 140 km đường biên giới với tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Qua công tác tuần tra chung và tuần tra song phương, lực lượng bảo vệ biên giới của ba bên có sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường sự trao đổi, hợp tác trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ của mỗi nước. Qua công tác tuần tra, các lực lượng càng có sự thắt chặt tình đoàn kết hiếu nghị giữa các lực lượng bảo vệ biên giới với nhau và tạo điều kiện cho nhau trong việc bảo vệ biên giới của mỗi nước. Trên cơ sở phối hợp tốt cùng với lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Lào và Campuchia, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục nhân dân khu vực biên giới, chấp hành tốt hiệp định về quy chế biên giới, đồng thời giúp bà con nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, tích cực cùng với lực lượng bảo vệ biên giới Lào Campuchia bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, trong đó có các chuyên án về ma túy, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hàng chục bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá, gần 10.400 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có giá trị khác. Để có được kết quả tốt trong hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới Lào và Campuchia, lãnh đạo Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã thường niên tổ chức hội đàm, thông báo trao đổi tình hình, qua lại thăm hỏi chúc mừng nhân dịp lễ Tết cổ truyền dân tộc với lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Tại khu vực biên giới, hoạt động quan hệ cấp đồn thường xuyên được tổ chức. Đặc biệt, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân khu vực biên giới của tỉnh Atapu và tỉnh Sê Công của Lào với tổng trị giá hơn 132 triệu đồng. Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân bị thiệt hại do vỡ đập thủy điện Sepien Xe Nằm Nội tại huyện Xà Nằm Say, tỉnh Atapu của Lào, tổng trị giá 137 triệu đồng. Sự phối hợp tốt giữa Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum với lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh Atapu, Sê Công của Lào và Ratanakiri của Campuchia không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự chủ quyền của mỗi nước mà còn góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị bền lâu của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Chi cục trưởng phụ trách chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Phú Yên xác nhận trên địa bàn thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N6. Ổ dịch được phát hiện tại khu vực nuôi gia cầm của hộ ông Nguyễn Thanh Cảnh vào ngày 27 tháng 10. Trại này đang nuôi 1.000 gà đẻ, 1.000 gà thịt và 30 con vịt. Chỉ sau 2 ngày xuất hiện, các triệu chứng lâm sàng của bệnh cúm gia cầm chết rất nhanh và đồng loạt. Chỉ sau 2 ngày nhiễm dịch, số lượng gia cầm chết đã lên tới hơn 1.700 con. Thịt đây là máy vào đây là chết nhanh này, mấy bữa đó là chết chậm, còn gà con thì là chết nhanh, dịch là không dai tới bữa nay là đây là mấy bữa que với bữa nay là chết bữa 50 con luôn, 50 con, bây giờ còn mấy con nữa, mấy chục con nữa là hết. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan thú y địa phương đã tiến hành kiểm tra, mổ khám và gửi mẫu đi kiểm tra để xác định bệnh. Kết quả gia cầm chết dương tính với cúm AH5N6. Cơ quan chức năng đã tiêu hủy trên 1.700 gia cầm tại ổ dịch trên và tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng. Tổ chức về tiêu hủy toàn bộ hết gia cầm còn lại, đồng thời là tổ chức là rét vôi và phun thuốc khử trùng, lập biên báo để cảnh báo dân là không đi lại vào nơi khu có dịch, ứng thuốc, vừa tổ chức là phun các vùng lân cận. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, cúm AH5N6 có nguy cơ lây lan rất lớn nếu không thực hiện đúng quy trình xử lý. Những đàn gia cầm khi mắc cúm này thường chết nhanh và thời điểm hiện nay là mùa để loại virus này dễ bùng phát. Chúng tôi sẽ cấp 300.000 liều vaccine cúm gia cầm tiêm phòng khẩn cấp cho là 6 xã và đồng thời trình Ủy ban tỉnh sẽ cấp 5.000 lít thuốc sát trùng cho các địa phương. Những người làm công tác thú y khi tiếp xúc với gia cầm phải có trang thiết bị bảo hộ theo quy định. Do chỉ mới có một ổ dịch nên tỉnh Phú Yên chưa công bố dịch bệnh. Tuy nhiên, ngành thú y sẽ kiểm soát chặt chẽ nguồn ra, nguồn vào của gia cầm ở vùng xảy ra bệnh cúm AH5N6. Phú Yên là một trong những tỉnh có đàn gia cầm khá lớn ở miền Trung với tổng đàn khoảng 3,6 triệu con. Nếu cúm AH5N6 bùng phát thành dịch sẽ thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi bảo vệ các nhà báo trên thế giới trong bối cảnh tiếp tục có những con số báo động được đưa ra. Theo Liên Hợp Quốc, trong vòng hơn 10 năm qua, hơn 1.000 nhà báo đã bị sát hại khi đang tác nghiệp.
Phát biểu nhân ngày quốc tế chấm dứt quyền miễn trừ đối với tội ác chống lại các nhà báo mùng 2 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thực trạng gia tăng số vụ tấn công nhà báo, cũng như có tới 90% số vụ vi phạm được áp dụng quyền miễn trừ và không bị trừng trị. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2018, có 106 nhà báo và nhân viên các cơ quan truyền thông trên thế giới bị sát hại trong khi đang tác nghiệp, vượt qua con số của cả năm 2017. Afghanistan, Syria, Iraq và Mexico đứng đầu danh sách những quốc gia bị xem là nguy hiểm đối với tính mạng của nhà báo. Nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi các nước áp dụng những biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ tính mạng của nhà báo, đảm bảo điều tra hiệu quả và truy tố đến cùng các thủ phạm, đồng thời hỗ trợ các nạn nhân. Bảo vệ các nhà báo cũng được coi là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình nghị sự phát triển bền vững năm 2030. Đó là mục tiêu tạo điều kiện để công chúng được tiếp cận thông tin. Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc vừa thu hoạch đợt lúa chịu mặn đầu tiên được trồng ở tỉnh Sơn Đông. Đây là sự kiện đánh dấu sự thành công bước đầu của kế hoạch đầy tham vọng nhằm gia tăng sản lượng gạo. Loại lúa mới này chịu được kiềm đã được các nhà khoa học giới thiệu cách đây một năm. Lúa được trồng và thu hoạch ở thành phố bờ biển Thanh Đảo cho ra loại gạo có khả năng sinh trưởng ở các bãi bùn nước lợ hoặc đất muối kiềm. Để tạo ra giống lúa này, các nhà nghiên cứu đã phải lai tạo từ rất nhiều giống lúa gạo khác nhau. Tuy nhiên, giống lúa mới chưa thực sự sống được tại vùng nước biển thuần túy mà chỉ có thể cho phép trồng tại các vùng nước ngọt, pha nước mặn. Nếu tiếp tục nghiên cứu và tăng khả năng thích nghi cho giống lúa này, các nhà khoa học kỳ vọng nó có thể tăng sản lượng lúa gạo của Trung Quốc và để cung cấp lương thực thêm cho 80 triệu dân nước này. Nhật Bản thông báo sẽ điều tra nhiều hãng công nghệ lớn như là Google, Amazon, Apple và Facebook để xác định các hãng này có lợi dụng vị trí đứng đầu thị trường để khai thác các nhà đầu tư hay ngăn cản sự cạnh tranh hay không. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành vào năm 2019. Để tìm hiểu xem liệu các công ty công nghệ trên có ngăn cản sự cải tiến công nghệ của các công ty Nhật Bản hay không, và liệu vai trò thống trị của các công ty lớn này trong thị trường có buộc các đối tác kinh doanh phải giảm giá hay không. Trong quá trình điều tra, Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị với các công ty công nghệ cùng đối tác của họ và có thể triệu tập lãnh đạo các công ty này, yêu cầu cung cấp tài liệu nếu cần. Thông báo mở điều tra chống độc quyền của Nhật Bản được đưa ra trong bối cảnh chính quyền các nước châu Âu cũng đang ra tay với các gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Đối với kinh đô thời trang Paris của Pháp, những ngày này, du khách và những người yêu thời trang sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng các bộ sưu tập độc đáo kết hợp với món kẹo sô-cô-la nổi tiếng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong hội chợ sô-cô-la được tổ chức lần thứ 24 tại Paris. Những bộ quần áo được trang trí bằng những thanh sô-cô-la đen và trắng này là tác phẩm kết hợp của các nhà thiết kế thời trang và các hãng sản xuất sô-cô-la. Những bộ cánh độc đáo được các nhân vật nổi tiếng trình diễn trong đêm hội với sự tham dự của hơn 1.000 người. Trong số những người mẫu có cầu thủ bóng đá Pháp Di Brin Sidney và hoa hậu Pháp Maeva Kuke. Theo ban tổ chức, buổi trình diễn thời trang này nhằm chứng minh rằng sô-cô-la, vốn từ lâu đóng một phần không nhỏ trong văn hóa Pháp, luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận. Buổi biểu diễn thời trang đánh dấu mở màn cho hội chợ sô-cô-la lần thứ 24, một trong những sự kiện triển lãm sô-cô-la lớn nhất thế giới. Ước tính có hơn 500 nhà sản xuất sô-cô-la sẽ trưng bày các tác phẩm của mình trong sự kiện kéo dài 5 ngày, tới ngày 4 tháng 11. Nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, chìa khóa thúc đẩy bình đẳng giới là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy hiện đại, người phụ nữ Việt Nam ngày nay đã và đang tham gia vào một hoạt động xã hội, khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế quốc gia lẫn kinh tế gia đình. Tuy nhiên, ở đâu đó, tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn xảy ra và có xu hướng ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại mỗi địa phương hiệu quả nhất. Trong buổi sinh hoạt hôm nay tại câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội tại phường 3 thành phố Đà Lạt, các thành viên cùng tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái diễn ra có chiều hướng gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp hơn. Qua thống kê, 58% phụ nữ cho biết đã từng chịu ít nhất một trong ba hình thức bạo lực thể chất tinh thần. Khoảng 50% nạn nhân chưa từng nói với ai về tình trạng bạo lực mà họ phải chịu đựng. Các hành vi bạo lực trên cơ sở giới có thể bắt đầu từ nhiều nguyên nhân, do nhận thức về vấn đề bình đẳng giới để hạn chế, hoặc từ sự bất bình đẳng trong quan hệ quyền lực kinh tế, quyền lực xã hội, bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
Hiện nay trong xã hội chúng ta là cái phần bạo lực gia đình là hiện nay là phát triển, có vẻ là phát triển đấy. Và ở bạo lực gia đình thì không những là chồng bạo lực vợ hoặc là vợ bạo lực chồng, mà ngược lại kể cả con có thể là bạo lực cả cha lẫn mẹ. Cùng tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội này có vợ chồng anh chị Vi Liêm Thành, phường 3, thành phố Đà Lạt. Sau khi nghe những chia sẻ của các thành viên trong câu lạc bộ, anh Thành hiểu để gia đình thực sự hạnh phúc, người đàn ông và phụ nữ trong gia đình cần phải có sự thấu hiểu, chia sẻ với công việc và cuộc sống của nhau. Đặc biệt, vai trò của người đàn ông trong việc xóa bỏ bất bình đẳng giới, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái là hết sức quan trọng. Bình đẳng giới trong gia đình không phải chỉ là phụ nữ mà là nam giới. Để có sự bình đẳng giới phải có sự tham gia của cả nam hoặc là cả nam và nữ. Bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái có thể xảy ra trong và ngoài phạm vi gia đình. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, luật bình đẳng giới đã được triển khai thực hiện hơn 10 năm qua trên cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Bên cạnh đó, 1.200 câu lạc bộ gia đình văn hóa hoạt động lồng ghép các nội dung liên quan đến gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới đã là chỗ dựa tinh thần, nơi bảo vệ cho các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, còn định kiến giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ trong một bộ phận nhân dân, đặc biệt là ở vùng nông thôn. Một số phụ nữ còn biểu hiện tự ti, chưa có ý chí phấn đấu vươn lên. Mặt khác, nhiều chị mang tư tưởng an phận, bằng lòng, không muốn phấn đấu vươn lên và thiếu chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Hơn bao giờ hết, công tác bình đẳng giới, mà cụ thể là phòng chống bạo lực gia đình và bạo lực đối với trẻ em gái, cần sự chung tay góp sức của các cấp chính quyền, các đoàn thể cũng như toàn xã hội. Hàng năm thì qua các lớp tập huấn cũng như là các cái buổi về sinh hoạt với chi hội thì chúng tôi đều thực hiện cái việc tuyên truyền, đó là công việc cũng là nhiệm vụ quan trọng, đó là nhất là tuyên truyền cho nam giới ý thức được cái hành vi bạo lực gia đình của nam giới. Rồi thì chúng tôi còn về từng nhà và vận động các đối tượng nam giới là thực hiện tốt cái luật bình đẳng giới cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình và chấm dứt ngay cái tình trạng bạo lực gia đình. Văn hóa gia đình là nền tảng của văn hóa xã hội. Chính vì vậy, phòng chống bạo lực gia đình có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là ở cuộc sống hiện đại hóa, công nghiệp hóa như hiện nay. Thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ trong gia đình là môi trường lành mạnh để con người, nhất là trẻ em, được đối xử bình đẳng, được giáo dục về quyền bình đẳng, được hành động bình đẳng. Đây vừa là điều kiện để người phụ nữ phát huy hết khả năng, trí tuệ, cống hiến sức mình xây dựng mái ấm gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần thực hiện việc giải phóng phụ nữ, xây dựng thể chế gia đình bền vững và phát triển của kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.